Vâng, và trong khi ngành chức năng và người dân đang tìm mọi cách để đối phó với rác thải, thì một ý tưởng mới nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và hạn chế tác động tiêu cực của rác thải nhựa đối với đại dương đang diễn ra tại Đà Nẵng. Từ 2 ngày nay thì trên bãi biển Mỹ Khê có sự xuất hiện của một chú cá bống khổng lồ với sứ mệnh là ăn rác thải nhựa trên bãi biển, gây sự chú ý của người dân và du khách. Mô hình bống khổng lồ ăn rác nhựa này được làm từ các vật liệu thiên nhiên có sẵn tại địa phương như tre nứa, lá dừa nước và các loại rác tái chế. Mặc dù đây không phải là dự án thu gom rác thải nhựa đầu tiên, nhưng lại là mô hình mang hình tượng cá bống, vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam, vừa mang tính tuyên truyền cao về những ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với đại dương cũng như các sinh vật biển. Bống là loài cá rất quen thuộc và cũng rất quan trọng trong đời sống và văn hóa dân gian của người Việt từ nhiều đời nay, đặc biệt là rất gần gũi với trẻ nhỏ. Nên chúng tôi chọn hình ảnh một chú cá bống để mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng. Hãy cho bống ăn rác thải nhựa, chứ không phải đại dương. Đó là thông điệp của chúng tôi. Xuất hiện trên bãi biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, hình ảnh chú cá bống tre khổng lồ dễ thương đã thu hút sự chú ý của những người đi tắm biển. Thì tôi nghĩ là cái hình ảnh này là một hình ảnh tượng trưng nhưng mà rất là hay để mà tất cả chúng ta cùng nhận thức lại và chung tay làm một gì đó vì môi trường. Mình thấy như thế này là rất là đúng và để cho mọi người có ý thức và có chỗ để mà vứt rác. Đi ngoài địa biển nhiều khi cũng không để ý muốn mọi người vẫn có ý thức muốn vứt nhưng nhiều khi đi tìm một cái chỗ vứt nó xa, nó khó. Thì bây giờ có cái mô hình này ra thì thấy là rất là hợp lý và có ý nghĩa. Để thực hiện dự án này, nhóm tình nguyện đã mất khoảng 2 tháng với chi phí khoảng 7 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây được xem là ý tưởng mới nhất được ngành du lịch địa phương và những tình nguyện viên yêu biển thực hiện nhằm kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường. Ban quản lý muốn để cho bống nằm ở đây khoảng trong vòng từ 2 tới 3 tháng để xem thử phản ứng của người dân, du khách như thế nào và hiệu quả của bống như sao và các vấn đề nào cần khắc phục. Để trong tương lai thì nhóm vẫn còn rất là nhiều dự định, nhất là một sản phẩm khác nằm trên bãi biển Đà Nẵng nữa. Không chỉ là một chiếc thùng rác, hình ảnh con cá chứa đầy rác nhựa trong bụng như một sự cảnh tỉnh con người về những tác động tiêu cực của rác thải nhựa với đại dương. Và những mô hình như thế này rất nên được nhân rộng ở nhiều bãi biển khác, qua đó kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển.